phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Tín, 62 tuổi, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và 4 đồng phạm liên quan đến vụ giao nhà đất ở số 15 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1 trái pháp luật cho công ty của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Chiều 26 tháng 12 năm 2019 tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xét hỏi đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tín liên quan đến mối quan hệ giữa ông và Vũ Nhôm, đồng thời về khoản tiền 1,5 tỷ đồng mà bị cáo đã nộp để khắc phục hậu quả. Bị cáo trả lời tiếp là bị cáo có quen biết với Phan Văn Anh Vũ không? Kính thưa Viện kiểm sát, bị cáo có biết Phan Văn Anh Vũ qua một số cuộc họp tại văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. Bị cáo có biết Phan Văn Anh Vũ và cái việc giải quyết đối với khu đất 15 Thi Sách thì bị cáo có được hưởng lợi gì từ Phan Văn Anh Vũ hay không, hay từ người khác không? Không, tôi xin khẳng định là tôi không hề có được một hưởng lợi hay bất cứ một động cơ cá nhân nào liên quan đến cái việc giải quyết cái khu đất này. Bị cáo trả lời tiếp, theo hồ sơ vụ án thì gia đình bị cáo đã nộp số tiền là 1,5 tỷ đồng. Bị cáo cho quan điểm về cái số tiền này, thứ nhất là bị cáo có tác động để gia đình nộp hay không, và mục đích nộp số tiền 1,5 tỷ đồng này là như thế nào? Kính thưa hội đồng xét xử, kính thưa Viện kiểm sát tối cao, bị cáo nhận thức rằng việc mình ký văn bản đó, cho dù bất cứ vì nguyên nhân gì, thì cũng chính mình là người gây ra cái thiệt hại cho nhà nước. Rất là đau xót, nhưng mà tôi sẽ trình bày với hội đồng, với viện vào dịp khác. Nhưng với trách nhiệm đó, bị cáo thấy mình phải có trách nhiệm đền bù lại thiệt hại cho nhà nước. Cho nên bị cáo cũng đã đồng ý với vợ là cố gắng làm sao chạy để mà kiếm tiền nộp lại, để mà góp phần khắc phục cái thiệt hại mà do chính mình là người ký văn bản gây ra. Theo cáo trạng, Viện Kiểm sát đã truy tố ông Nguyễn Hữu Tín về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cụ thể, từ năm 2014 đến năm 2016, các bị cáo đã thực hiện các thủ tục bán nhà và cho thuê đất, sau đó cho chuyển mục đích sử dụng đất tại số 15 Thi Sách cho công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 do Vũ Nhôm làm chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng không thông qua đấu giá, vi phạm quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Hữu Tín đã cùng Đào Anh Kiệt và các bị cáo khác tiếp tay cho Vũ Nhôm thâu tóm nhà, đất, công sản có vị trí đắc địa ở thành phố Hồ Chí Minh với giá rẻ, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước. Hậu quả thiệt hại là số tiền hơn 6,7 tỷ đồng hỗ trợ trái pháp luật cho công ty của Vũ Nhôm và số tiền hơn 802 tỷ đồng giá trị quyền sử dụng đất. Tính đến thời điểm khởi tố vụ án ngày 17 tháng 9 năm 2018, nhà nước chưa thu được. Trong vụ án này, ông Tín được xác định có vai trò chủ mưu, quyết định. Các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm và giúp sức cho Nguyễn Hữu Tín. Qua đó, các bị cáo tạo điều kiện cho Vũ Nhôm và các đối tác xây dựng công trình cao 18 tầng, bán và cho thuê cho 114 khách hàng, thu hơn 1.033 tỷ đồng.